Đường Thái Tôn lập đàn cầu siêu. Nói về vua Đường Thái Tôn, một hôm ngất xỉu, tắt thở cả mấy ngày mới tỉnh lại, bèn tổ chức lễ đàn cầu siêu cho các quan hồn uổng tử chết vì chiến tranh do vua gây ra. Vua chọn Huyền Trang làm đàn chủ điều khiển việc cầu siêu. Gặp hai nhà sư ghẻ lỡ bán cà sa và tích trượng, vua hỏi mua. Hai vị sư đòi giá quá cao, nhưng nói: "Nếu ai là người đạo cao đức trọng thì không lấy tiền." Vua bảo là mua dâng cho Huyền Trang, hai vị liền biếu không. Hôm khai đàn, Huyền Trang đang giảng kinh, hai vị sư ấy bảo Huyền Trang giảng kinh Đại Thừa mới đủ sức siêu độ chúng sanh. Huyền Trang nói không biết kinh ấy ở đâu. Vua đừng hỏi: "Vậy kinh ấy ở đâu có?" Hai vị sư đáp: "Pho kinh ấy để ở chỗ Đức Phật Như Lai, Lôi Âm Đại Tự bên Thiên Trúc. Nếu muốn nghe giảng thì ta còn nhớ rất kỹ." Vua mời hai vị lên đài giảng. Hai vị lên đài rồi cởi mây lên hư không, hiện lại nguyên hình Bồ Tát, hào quang rực trời. Vua và mọi người vội quỳ xuống lễ lại. Khi ngước lên, Bồ Tát và Mộc Tra biến mất. Từ trên không có tờ thiếp rơi xuống, có ghi bài tụng: "Kính gửi vua Đại Đường, có kinh ở Tây Phương. Kinh này về Thượng Quốc, ma quỷ được siêu thăng. Ai mà chịu đi lấy, thành chánh quả mình vàng." Thái Tôn xem xong, ra lệnh giải tán đàn, chờ thỉnh kinh sẽ lập lại, và hỏi: "Có vị nào chịu lĩnh chiếu chỉ sang Tây Thiên lễ Phật thỉnh kinh?" Pháp sư Huyền Trang bước đến lễ vua, xin ra sức cầu chân kinh. Vua mừng rỡ đỡ dậy và nguyện kết nghĩa anh em. Huyền Trang về chùa Hồng Phúc, các đồ đệ nói: "Bạch sư phụ, nghe nói đường sang Tây Thiên xa xôi lắm, lại có nhiều hổ báo yêu ma, e có đi không về, khó mà lường, khó mà giữ được tính mạng." Huyền Trang nói: "Ta thề nếu không lấy được kinh, sẽ mãi mãi xa vào địa ngục. Này các đồ đệ, khi ta đi rồi, hoặc hai, ba năm, hoặc năm, bảy năm, hễ thấy những cành tùng trước chùa quay về hướng đông thì ta về, bằng không thì chẳng bao giờ ta trở lại nữa." Hôm sau, Thái Tôn viết tờ điệp, đóng ấn thông hành, triệu Huyền Trang lên điện nói: "Ngự đệ, hôm nay tốt ngày xuất hành, trẫm cho ngự đệ một đạo điệp dân thông quan, có một bát bằng vàng để hóa trai, lại cho hai ngựa đi theo và một con ngựa để cưỡi đi đường xa, ngự đệ có thể lên đường." Thái Tôn rót rượu nâng chén hỏi: "Nhã hiệu của ngự đệ là gì?" Huyền Trang đáp: "Bần tăng xuất gia chưa dám có hiệu." Thái Tôn nói: "Trước kia Bồ Tát nói bên Tây Thiên có Tam Tạng Kinh, ngự đệ hãy lấy tên kinh làm hiệu." Huyền Trang tạ ơn đỡ chén rượu tâu: "Rượu là giới đầu tiên của nhà chùa, thần không dám uống." Vua nói: "Việc xuất hành hôm nay không như các việc khác." Thái Tôn lấy tay nhúm ít đất bỏ vào chén rượu nói: "Ngày tháng lâu dài, đường xa núi cách, ngự đệ uống chén rượu này hãy nhớ nhúm đất quê hương, đừng ham đất khách dạng cân vàng." Tam Tạng hiểu ý, cạn chén giả từ. Phật tử không phải là kẻ vô tổ quốc. Tam Tạng lần đầu gặp yêu tinh. Tam Tạng cùng hai tùy tùng ra đi độ nửa tháng đến Hà Châu, biên giới của Đại Đường. Ở đây quan quân đón tiếp đãi đằng trọng hậu. Thời tiết cuối thu, gà gáy sớm, Tam Tạng dậy hối thúc tùy tùng lên đường. Quan Trấn Ngãi khuyên hãy đợi sáng. Tam Tạng nói: "Vì có sứ mệnh nên không trì hoãn được." Cả ba người từ giả quan Trấn Ải lầm lũi đi dưới trăng sương. Độ dài mới dặm thấy một dãy núi sừng sững chặn ngang, phải dạch cỏ tìm đường. Cỏ cây lùm bụi chằng chịt, dù đá gập ghềnh khó đi, lại sợ lạc lối. Đang đi, bỗng Tam Tạng sẩy chân, người ngựa ngã xuống hố. Bọn tùy tùng sợ run, trong khi hoảng hốt lại nghe tiếng quát: "Bắt vào đây, bắt vào đây!" Tức thì một đám tiểu yêu áp lại trói thầy trò Tam Tạng đem vào động. Giây lát lại có hai chú yêu bạn của Ma Dương đến chơi. Ma Dương định làm thịt thầy trò Đường Tăng đãi khách. Ngắm nghía một hồi, Ma Dương nói: "Không ăn hết ba đứa, mình ăn thịt hai đứa thôi,
còn một đứa để dành ngày mai. Vậy là chúng mổ bụng, lóc thịt, chặt xương, chia nhau, nhai rau ráo, nghe lạnh mình. Tam tạng hồn phi phách tán nằm chết giả ra đó. Trời rạng đông, chúng yêu biến đâu hết. Tam tạng đang khiếp đảm, chợt thấy ông già chống gậy đi đến, lấy tay phất một cái, dây trói đứt tung. Tam tạng tỉnh hồn, quỳ lại tạ ơn và hỏi: Đây là đâu? Cụ già bảo: Đây là sông Xoa Lĩnh, nơi xào huyệt của yêu tinh Lan Sói. Ngươi là bậc bản tính quyền minh nên chúng không ăn thịt được. Hãy theo ta, ta sẽ đưa ngươi lên được. Ra khỏi hang hùm, đến đường cái, Tam Tạng thả ngựa quay lại thì ông già đã biến mất. Chỉ thấy một tờ thiếp có bốn câu: Ta là Thái Bạch ở phương Tây, vì cứu mạng ngươi mới đến đây. Gắng sức có thần đang đón đợi, chớ vì sống cả vội rời tay. Tam Tạng ngửa mặt lên trời tạ ơn, rồi gắng sức trèo lên dốc núi. Nhờ thợ rừng cứu nạn hùm beo. Đến trưa Tam Tạng đã thấy mệt mỏi, bụng đói mềm, ngựa sưng chân vạt móng không đi nổi. Tam Tạng lo lắng nhìn phía trước có hai con hổ đói há họng chờ, phía sau lưng hai con rắn to đuổi tới, hai bên thì beo, gấu, sói, hùm nhe răng chực nuốt đường tăng. Đến bước cùng đó, Tam Tạng lại trước đầu ngựa rồi nói: Đây, con nào đến trước thì nhờ. Đang lúc tuyệt vọng ngồi niệm Phật chờ chết, bỗng nhiên bầy thú học lên, tranh nhau chạy thục mạng. Thì ra có anh thợ rừng đi tới nên các thú sợ quay bỏ chạy. Anh ta bước tới chào Tam Tạng, tự giới thiệu mình là Lưu Bá Khâm, thợ săn khét tiếng vùng này, và mời Tam Tạng về nhà nghỉ, đãi đằng cơm nước. Gặp dịp tuần thất cho thân phụ, Lưu Bá Khâm nhờ Tam Tạng tụng kinh siêu độ cho cha vài hôm hãy đi. Tam Tạng nhận lời. Ba hôm sau, Lưu Bá Khâm đưa tiễn Tam Tạng lên đường. Hai người đi đến xế chiều tới núi Ngũ Hành Sơn, Bá Khâm từ giả: Thưa thầy, con đưa thầy tới đây thôi, xin chia tay vì hai lý do. Một là con còn mẹ già phải phụng dưỡng không bỏ đi được. Hai là cọp hùm bên kia Ngũ Hành Sơn không sợ con, và con cũng không chống cự nổi với chúng. Thôi thầy, con sứ mệnh hãy vái Phật trời phù hộ cho thầy. Đang lúc hai người bệnh rịnh chia tay, bỗng nghe Tề Thiên kêu nhờ Tam Tạng cứu giùm. Nghe tiếng kêu, hai người đến chân núi. Bá Khâm nhổ sạch cỏ, thấy rõ đầu mặt Tề Thiên. Tam Tạng hỏi duyên do. Tề Thiên thuật chuyện loạn thiên cung, bị đè và gần đây gặp Bồ Tát Quan Thế Âm làm lễ thọ giới quy y, cải tà theo chánh. Quan Thế Âm bảo nằm chờ người đi thỉnh kinh đến cứu, và theo phò làm đệ tử người đến Tây Thiên đối công chuộc tội. Nay thầy đã đến, xin mở lòng từ bi mà cứu đệ tử thoát nạn, con sẽ phò thầy đi đến Tây Thiên. Tam Tạng nói: Ta làm sao đỡ nổi núi này? Ông Tề nói: Chỉ cần thầy lên đỉnh gỡ lá bùa Phật tổ dán trên đó là tôi dùng dậy dễ dàng. Tam Tạng lên đỉnh gỡ bùa xong, Tề Thiên bảo hai người chạy ra xa rồi chuyển mình, dẫn thần lực nhổm dậy. Một tiếng nổ long trời, núi đổ, Tề Thiên thoát ra, đến lễ bái sư. Tam Tạng thu nạp làm đồ đệ. Vậy là từ nay Tam Tạng đã có người hộ vệ sang tay. Thầy trò cùng Lưu Bá Khâm bái biệt nhau, kẻ trở về, người tiếp bước theo bản nguyện. Đại ý đoạn mở đầu. Đoạn trên ý nói người mới tu hay nôn nóng bồn chồn, xem việc đắc đạo như lấy đồ trong túi. Nửa đêm không rành đường xá cũng đi càn, lọt vào động yêu tinh bị nạn. Có biết đâu đường đi thỉnh kinh là con đường gian truân, thiên sơn, vạn hải. Sáng ngày bị cọp đói đón đường. Ý nói khi ta đã chọn con đường tu giải thoát, là cái nghèo đói khổ cực đang chực chờ phía trước. Thế nên muốn tu đừng có sợ nghèo, muốn thành Phật chớ nên đeo lòng tà. Rắn to rượt đuổi theo sau, ngụ ý nói những chuyện ân tình vẫn còn đeo đuổi, rây rứt, chưa chịu buông tha. Sói hùm nhăn nanh đe dọa hai bên, ngụ ý nói người tu hay bị sự khinh bạc,
húng hiếp của kẻ xấu xa ganh tị. Tất cả chướng ngại trên có thể nhờ bạn lành, tức thiện tri thức giúp đỡ giải quyết hộ được. Lưu Bá Khâm dụ như bạn lành. Nhưng đó là phần ngoại cảnh dụ bên này Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn còn gọi là Lưỡng Giới Sơn, biên giới của ngoại cảnh và nội tâm. Phía bên kia núi là phần nội tâm. Người tu phải lấy trí tuệ vượt qua chướng ngại thử thách, chớ bạn lành bất lực, không giúp được gì cả. Cọp ở bên kia nó không sợ con. Đó là lời thú nhận của Lưu Bá Khâm dụ cho sự bất lực ấy. Đoạn này ngụ ý, người hành giả dốc chí tu hành, dù gặp gian lao bức bách đến cùng cực, nhưng lòng vẫn chí thành tha thiết, quyết không nản lòng thối chí dù phải mất mạng. Chính lúc ấy trí tuệ lên tiếng: Tam Tạng dụ cho từ bi, Tề Thiên dụ cho trí tuệ. Khi có đủ bi trí, chính là có đủ đôi cánh, Tam Tạng vững vàng đi đến Tây Thiên. Tề Thiên giết hổ. Qua Lưỡng Giới Sơn, thầy trò đi được ít hôm, bỗng có con cọp to lớn phi thường nhảy đến định dồ hai người. Tề Thiên vội lấy cây kim dắt trong lỗ tai dồi lên, biến thành thiết bản thật to đập một gậy, cọp nát thay. Tề Thiên lóc da khâu làm cái chăn quấn ngang bụng, Tam Tạng cho cái áo lót mặc đỡ. Vậy là tôn hành giả trong oai nghi lẫm liệt. Sáu giặc bị giết. Hai thầy trò ngày đi đêm nghỉ, thấm thoát đã sang mùa đông. Hai người đang đi bỗng có sáu tên cướp mặt mày hung hãn, cầm gươm giáo nhảy xông tới quát: Để ngựa và hành lý lại, ta tha chết cho mày đi. Tam Tạng hoảng hồn ngã lăn xuống đất. Tôn hành giả đỡ dậy: Thầy cứ yên tâm, để lão tôn chống với chúng một trận xem. Nói xong, hành giả bước tới hỏi: Các ngươi là ai mà dám ngăn trở lối đi của ta? Một tên cướp nói: Chúng ta là sáu đại vương ở đây. Một là mắt nhìn mừng, hai là tai nghe giận, ba là mũi ngửi thích, bốn là lưỡi nếm nghĩ, năm là ý thấy muốn, sáu là thân vốn lo. Hành giả cười: Vậy ra là đồ giặt cỏ. Chúng bay không biết ta là người xuất gia, là chủ nhân ông của các ngươi, sao mà dám ngăn đường hả? Bọn cướp giận múa gươm quay giáo đánh vào đầu hành giả đôm đốp. Hành giả đứng trơ không đánh đỡ mà chẳng hề hấn gì. Hồi lâu hành giả móc cây kim trong lỗ tai ra, dung một cái biến thành thiết bản to lớn vô cùng, nói: Đừng có chạy, hãy nếm thử một rồi. Bọn cướp hoảng sợ bỏ chạy. Tề Thiên tóm lại đập chết hết, lấy tiền bạc quần áo, cười khanh khách trở lại nói với Tam Tạng: Sư phụ đi thôi, bọn cướp bị lão tôn giết sạch rồi. Tam Tạng lo lắng nói: Ngươi thật hay gây tai vạ. Ăn cướp thì bắt giải lên quan xử theo luật pháp, còn chúng sợ chạy thì thôi, sao lại được theo giết người? Ông Tề cả: Nếu mình không đánh chết nó thì bọn nó sẽ giết chết mình. Tam Tạng nói: Mình là người tu hành xuất gia, thà chết chứ không giết người như vậy, làm sao đến được Tây Thiên? Người không làm được hòa thượng, người ác quá, người ác quá. Tôn Ngộ Không bình sanh không chịu được lời cằn nhằn rầy la, nên nói: Thầy nói con không sang được Tây Thiên, không làm được hòa thượng, thôi bỏ quách cho xong, lão tôn đi đây. Nói rồi nhảy lên mây đi mất. Tam Tạng còn lại một mình dò đầu bứt tai. Tên đồ đệ thật là cứng đầu, mới nói ít tiếng nó đã bỏ đi mất. Tam Tạng buồn than số mình không có đệ tử. Thôi, đã đành liều mạng tầm chân Phật, lọ phải cần người diệt lũ ma. Tam Tạng thu nhặt hành lý, dắt ngựa đi chưa được bao lâu, Quan Âm hiện đến khuyên giải, cho một cái áo và một cái mão kim cô, cùng dạy câu chú cẩn cô để trị ông Tề. Xong, Phật Bà bay theo khuyên và dẫn Tề Thiên trở lại phò Tam Tạng. Quan Âm đi rồi, Tề Thiên mở gói hành lý thấy có áo mão rất đẹp, bèn xin thầy cho mặc thử. Khi ông Tề mặc vào, Tam Tạng niệm chú cẩn cô, làm ông nhức đầu nhào lộn kêu la. Tam Tạng bảo từ rầy phải vâng lời, ông Tề hứa. Tam Tạng thôi niệm, hết đau, ông Tề lột kim cô ra nhưng không được, bèn rút thiết bản toan đập Tam Tạng. Đường Tăng hết hồn, niệm chú ly lịa.
ông Tề quá đau nhức, chịu không nổi xin tha và nguyện không dám cãi lời. Tam Tạng mới chịu thôi. Hết đau, ông Tề hỏi duyên do, biết Phật Bà bày kế liền nói: "Bà này nham hiểm, để con qua Nam Hải quậy." Tam Tạng nói: "Phật Bà đã dạy ta thần chú, há lại không biết niệm sao?" Ông Tề nghe hữu ý, tự nghĩ: "Thôi thì ráng bóp bụng theo thầy thỉnh kinh cho êm chuyện." Đại ý đoạn trên. Sáu tên cướp là Lục Căn, Nhãn Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Ý, Nhiễm Lục Trần Thành Lục Tặc. Người tu phải diệt lục tặc, kẻo nó phá rối không an tâm được. Sám kinh có dạy: "Đoàn lục tặc ta mau sớm giết, mài gom trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần kiếm chữ sắc không." Muốn diệt lục tặc phải lấy gươm trí tuệ dọn sạch ma lòng. Thể theo truyện ở đây ta thấy có sự mâu thuẫn giữa từ bi và trí tuệ. Tam Tạng tượng trưng cho từ bi, Tề Thiên dụ cho trí tuệ. Từ bi là yếu đuối không đủ sức diệt yêu, hay thương người bị yêu giả khổ nạn, thương cứu phải lâm nạn. Có câu thơ: "Bởi vì tình nặng hơn vì trí, nên đường tăng phải lụy yêu ma." Trí tuệ là tài giỏi thông minh bộc trực, nhưng nóng nảy, hung hãn, háo thắng. Bi trí bản chất khác nhau, nhưng nếu tách rời nhau sẽ không thể tiến lên đường giải thoát. Từ bi phải biết chấp nhận sự nhận xét, quyết đoán, thông minh của trí tuệ mới vượt khỏi nạn yêu tinh. Trí tuệ phải được từ bi chủ trì, kiềm giữ với niềm kim cô, tức sự ray rứt, tiếng gọi của lương tâm sẽ đi đến quả vị Phật tiên. Bi trí, hai bản chất khéo hài hòa dung hợp, đường Tây Phương chẳng còn xa. Suối Ưng Sầu. Hai thầy trò một hôm đi đến dòng suối nước trong veo, loài chim ưng bay ngang thấy bóng mình dưới nước, tưởng chim thật cùng đàn nên xà xuống nhập bầy bị chết, nên gọi là suối Ưng Sầu. Ông Tề, Tam Tạng và ngựa dừng lại bên suối nghỉ mệt. Bỗng có một con rồng dưới nước trồi lên chợp nuốt con ngựa. Tam Tạng hoảng hốt ngã lăn, Tề Thiên vội cõng thầy chạy lên gò cao ngồi nghỉ, còn mình trở lại lấy hành lý về dắt ngựa. Đến nơi chỉ thấy có hành lý, còn ngựa biến đâu mất. Ông Tề kiếm cùng khắp không gặp, nghi chắc rồng ăn thịt, bèn đến bờ suối khiêu chiến. Rồng trồi lên hỏi: "Người ở đâu đến đây làm ồn?" Ông Tề đáp: "Không cần biết ở đâu, hãy trả ngựa cho ta, không thì nếm thử thiết bản này." Nói rồi đập tới tấp, rồng gắng sức đánh, nhưng đánh không lại, quá rắn luồn vào bụi cỏ trốn mất. Ông Tề tức giận, quậy đục cả dòng suối mà rồng không lên, chẳng biết làm sao có ngựa cưỡi đi. Nhớ đến Quan Âm, ông Tề nhờ thần Yết Đế đi mời Bồ Tát giùm. Khi Phật Bà cùng Tề Thiên đến bên suối, Phật Bà kêu rồng lên quở: "Ta bảo ngươi ở đây đợi người thỉnh kinh đến, quá làm ngựa đưa người đến Tây Thiên để chuộc tội. Sao ngươi không làm theo, lại ăn ngựa của người ta nữa?" Rồng nói: "Con hỏi nó ở đâu đến làm ồn, nó không cần trả lời, cứ nhào đến đánh. Con cự không lại phải trốn, nào có biết là người đi thỉnh kinh đâu." Quan Âm quở: "Cũng tại con khỉ làm phách, từ rày ai hỏi phải nói cho rành, còn nhiều người theo phò trợ nữa." Nói xong rồi bảo rồng quá thành ngựa bạch giao cho Tam Tạng. Tam Tạng cởi ngựa không yên cương, đến nghỉ nhờ nhà một ông lão. Ông thấy vậy đem cho một bộ yên cương rất vừa vặn với bạch mã của Tam Tạng và nói: "Lão lỡ nhỏ rất thích cởi ngựa, nay già rồi không có đi nữa, nên biếu thanh tặng." Tam Tạng cảm ơn rối rít, nghỉ nhờ một đêm. Sáng ra nhà cửa người vật đều biến mất, lại nghe trên không có tiếng nói: "Ta là Sơn Thần, Bồ Tát Quan Âm sai ta đem yên cương cho thánh tăng, vậy hãy cố gắng đi Tây Thiên bái Phật tĩnh kinh, chớ trễ nải." Tam Tạng hiểu ra, vội quỳ xuống đất, trông lên trời, lễ tạ mãi không biết bao nhiêu lần mà kể. Đại Thánh đứng bên mé đường cười xòa, rồi kéo đường tăng nói: "Sư phụ đứng dậy, y đã đi xa rồi, không còn nghe thấy sư phụ lạy lục khẩn cầu, còn lãi gì nữa?" Tam Tạng quở: "Đồ đệ, khi ta lễ bái con chẳng lễ, con lại đứng cười, vậy là nghĩa lý gì?" Hành giả nói: "Lão tôn từ thuở bé đã nên trang hảo hán, không biết lễ ai hết,
cả Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thái Thượng Lão Quân cũng chỉ có một lời chào mà thôi. Tam Tạng nạt: đồ hư, không ra dáng người. Thôi đi mau để lỡ độ đường. Ý nghĩa dân Yên Cương. Đoạn dân Yên Cương này phải chăng tác giả muốn ý thức cho người đương thời bỏ bớt lễ bái rườm rà, đồng thời cũng e người sao ngang tàn vô lễ, nên thác lời Tam Tạng quở Tề Thiên: ngươi bị dậy nên chưa ra dáng người. Con người cao hơn muôn thú là nhờ biết lễ. Ý nghĩa Thu Long Mã. Con long mã trong truyện ám chỉ cái ý chí mạnh mẽ của người. Phàm làm việc lớn phải có ý chí dũng mãnh tương xứng mới thành tựu được. Người ta thường chúc nhau câu long mã tinh thần. Con ngựa thường dụ cho ý chí nhỏ hẹp, không thể đủ sức để đi đến Tây Thiên. Có câu rằng: gặp đạo cả can trường nhỏ hẹp, như ruộng to lúa lép đem gieo, luống công nghèo vẫn hoàn nghèo. Qua khỏi suối Ưng Sầu, giai đoạn này nhà Phật gọi là dẹp lục tặc, điều phục tâm viên ý mã. Mỹ Hậu Dương đã đội Kim Cô, Bạch Mã đã thắng Yên Cương, vậy là bi trí dũng đủ đầy, thầy trò hăng hái lên được. Quan Âm Thiền Viện. Thầy trò đi được bình yên luôn 2 tháng. Một chiều Tam Tạng dừng ngựa, thấy có lâu đài đẹp đẽ nên bảo hành giả xem kỹ. Hành giả xem rồi nói: nếu đó không phải là đền miếu thì cũng là ngôi chùa, ta hãy đến đó nghỉ trọ. Khi đến trước ngõ thấy có bảng đề Quan Âm Thiền Viện, vậy là gặp nơi đồng tông phái với nhau. Tam Tạng vào chánh điện lễ Phật. Tôn hành giả nhìn thấy đại hồng chung treo gần tường, bèn nhảy lại lấy dùi vọng liên hồi in ỏi. Cả chùa túa ra xem, thấy Tề Thiên lông lá u sù, ai nấy hoảng hồn hết vía nhào lăn. Tam Tạng bước đến rầy ông Tề và tự giới thiệu là Đường Tăng đi thỉnh kinh. Sư già trụ trì mời Tam Tạng qua phòng khách, rồi sai tiểu tăng đem chung ngà đĩa bạc ra pha trà mời khách. Sư này tánh hay khoe của, Tam Tạng vừa uống trà vừa khen chung tách quý. Sư khoái trí rồi nhóng thử Tam Tạng: ngài từ nước Đại Đường qua đây chắc cũng có ít nhiều bảo vật, không dám nào xin cho lão tăng được chiêm ngưỡng. Tam Tạng đáp: bần tăng lặn lội đường xa vạn dặm, non cao vực thẳm, tính mạng còn khó bảo tồn, nào mang theo được gì, và cũng không có gì quý ngoài tam y nhất bát. Sư già cứ nài nỉ mãi như có ý làm Tam Tạng bẻ mặt. Ông Tề đứng hầu gần thầy thấy ghét, ngứa miệng nói: cái áo cà sa của thầy đó, đưa cho lão ấy xem đi. Nghe nói áo cà sa, sư già và các tiểu tăng cười ồ. Tưởng gì chứ, cà sa thì chúng tôi có chút ít, mỗi người độ 50-70 cái, riêng sư cả độ non 300 cái. Nói xong các tiểu tăng khiêng tủ ra trưng đầy phòng khách như thể tiệm may. Thôi thì đủ thứ mẫu thêu rồng dệt phụng, chạy kim tuyến rực rỡ. Tôn hành giả trề môi: đồ giá đắt. Sư già tức tối: nài nỉ Tam Tạng cho xem cà sa. Túng thế Tam Tạng bảo ông Tề lấy áo đưa ra. Khi mở gói còn vài lớp giấy nữa mới tới, mà hào quang đã chiếu ra ngoài. Sư già cầm áo xem bỗng khóc ròng: thật đúng vậy, cà sa của chúng tôi là đồ giá rất. Suốt cả đời hành đạo trên 200 năm chưa hề thấy cà sa nào quý như vậy. Ôi, phải chi ngài quan nghĩ cho lão tăng mượn một đêm, chỉ một đêm thôi, để xem cho thỏa mãn. Tam Tạng giật mình trách ông Tề: gặp rắc rối rồi đó thấy không, đi đường xa không nên khoe của quý. Ông Tề nói: thì thầy cứ cho mượn đi, không sao đâu, con bảo đảm hết, thầy yên tâm đi.